vô cùng hấp dẫn giữa hai cái tên rất lớn Azi cùng với Sài Gòn Phantom. Chúng ta hãy đến ngay với lượt cấm và chọn. Bên phía của Sài Gòn Phantom đang đưa ra lượt cấm của mình, đó là Lee Sin. Còn bên phía của Azi, hãy nhìn cái bóng màu xanh lá cây đằng sau lưng của họ. Đáng lẽ giờ này anh ta sẽ chuẩn bị đi cưới vợ, nhưng không sao, anh ta vẫn đang có mặt cùng với những người anh em Azi của mình để bạn biết. Như vậy là có cấm đi Gragas đến từ vị trí của AFC rồi. Như vậy là cấm thẳng vào con Gragas ở đi rừng trong tay của Black One. Trên màn hình của chúng ta đang là Koji. Koji hiện tại đang tương đối là khá căng thẳng ở trong trận đấu này. Phải căng thẳng thôi. Bởi lẽ cặp đấu của chúng ta ngày hôm nay là một cặp đấu vô cùng cân tài cân sức. Và tôi nghĩ rằng SKP và AFC ở trong trận đấu này thì có thể nói đây có thể sẽ là trận siêu kinh điển mới của Icon CDC mùa hè khu vực Việt Nam chúng ta. Để xem rằng AFC có trả lại tất cả những gì nó ức hận của họ sau cái trận thua rất chóng vánh trước Cerberus trước đó hay không. Lượt cấm của họ đã hoàn thành xong. Họ đã có lượt cấm nhắm vào Ragas cùng với Dr. Mundo rất trực diện. Nhưng như đã nói, Lét Quanh sau khi mất đi Dr. Mundo thường là anh ta sẽ có ngay cho mình là Zavan mà thôi. Và họ rất ưu tiên, bên phía của Sài Gòn Phantom luôn luôn ưu tiên dành cho khu vực rừng của mình với một lựa chọn đó là Zavan. Bên phía bên kia, Diana, tỷ lệ thắng 0% đã xuất hiện một lần rồi, nhưng đó là một tỷ lệ thua 100% của Diana đang được chọn đến từ AC. Diana này tôi đang không biết rằng nó sẽ nằm trong tay ai. Diana có khả năng nằm trong tay của Trùm Hải Phòng, nhưng cũng có khả năng nằm trong tay của Nam. Diana đi đường giữa cũng được, mà đi đường Baron cũng được. Hiện tại thì bên phía của AC họ đã lộ ra 4 quân bài rồi. Đó là hỗ trợ Janna nằm trong tay của Nam. Lâm Xu trong trận đấu này sẽ chơi Ezreal và Koji như thường lệ mà thôi. Anh ta sẽ cầm cho mình quân bài V, quân bài mà anh ta vô cùng yêu thích. Và trong cái bối cảnh mà anh ta mất đi Lee Sin nữa. Đúng rồi, V thì sẽ là một sự lựa chọn khá là dễ hiểu cho chúng ta. Nhưng Diana sẽ đi đâu và làm gì đây? Tôi đang thấy Trùm Hải Phòng là người sẽ giữ cho mình con tướng Darius. Như vậy Dark sẽ là người sử dụng cho mình là Diana à? Như vậy có thể là con Diana sẽ một con Diana ở khu vực đường đơn, đường Baron hay chăng? Còn trong khi đó bên phía bên kia thì Sài Gòn Phantom rất đơn giản và dễ hiểu thôi. Họ có một con tướng Camille đi đường đơn, rồi xong Zavan đi đường giữa. Mọi thứ nó khá là bình thường với đội hình của Sài Gòn Phantom. Và tiếp tục là cái bài mà Sài Gòn Phantom họ đã làm rất nhiều rồi. Đó là swap vị trí giữa hai người chơi sát thương chủ lực của họ. Đúng. T-shirt trong trận đấu này vẫn cầm cho mình đó là Cocky. Và Gunner như thường lệ mỗi lần T-shirt anh ta cầm Cocky thì anh ta sẽ lấy Orianna. Và cái cách phối hợp của anh ta nó cũng sẽ rất dễ hiểu khi kết hợp đại địa chấn của Savan và cú xoay cầu của mình. Nó không có quá nhiều điều phức tạp ở trong cái lối chơi của Sài Gòn Phantom. Nó vẫn sẽ là một lối chơi chậm chắc, đợi những nguồn sức mạnh quan trọng của Cocky cùng với lại Orianna. Bên phía bên kia, Azi, tôi sẽ chờ đợi xem là họ sẽ làm gì được với con tướng Diana của mình. Trận đấu đã bắt đầu bên phía của Sài Gòn Phantom. Người chơi đi rừng của họ sẽ bắt đầu từ ở bãi quái bù đỏ. Và ta sẽ có một chút xíu trợ giúp đến từ T-shirt. Và kèo đấu đường giữa của chúng ta thì đúng là Trùm Hải Phòng. Chúng ta cầm Darius sẽ đối đầu với Orianna ở trong tay của Gunner. Gunner ở đây có sự hỗ trợ của Awaka nữa. Tuy rằng là Trùm Hải Phòng anh ta cũng có sự hỗ trợ của Nam, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái kèo mà con Darius này nó đi với con Orianna nó hơi khá là khoai đó. Trong cái việc mà dọn lính cũng như là trong cái việc trao đổi chiêu thức với đối phương, thì tôi nghĩ rằng Trùm Hải Phòng ở giai đoạn đầu trận đấu anh ta sẽ hơi khó khăn một tí. Tôi cũng chưa nhìn thấy nhiều lắm cái sức ép ở khoảng thời gian ban đầu dành cho Dark. Anh ta đang trao đổi chiêu thức khá tốt khi mà Goni bên phía bên kia. Cái lượng sát thương ban đầu của Diana tương đối vượt trội, nhưng Camille là một vị tướng rất khó chịu. Càng về sau Camille sẽ càng mạnh, đặc biệt là sau khi có được chiêu cuối ở cấp độ 5 thì khả năng outplay với chiêu cuối của mình trước những cú lao vào đến từ Diana là hoàn toàn có đến từ thành viên đi đường đơn bên phía Sài Gòn Phantom. Hai người chơi đi rừng đã bắt đầu ăn con bùa xanh của mình. Ăn con bùa xanh rất nhanh, đó là Black One. Tuy nhiên thì ở bên phía bên kia, RSG, Koji thì anh ta chưa vội ăn con bùa xanh của mình. Anh ta muốn tiến là kiểm soát con cua này trước. Một bước đi tôi nghĩ là hợp lý. Và trước đó thì dù sao thì RSG họ cũng đã có thông tin về cái hướng rất đi rừng của Black One rồi. Họ đã có rất nhiều những con mắt đỏ cắm trong phần rừng của bên phía Sài Gòn Phantom. Black One thì anh ta sau khi ăn con bùa xanh, anh ta tiến là kiểm soát con cua cũng tương đối là hòa nhịp với lại Koji ở bên phía bên kia. Một cái điều hay nữa khi xem những cái đội thiên về kiểm soát đánh với nhau như thế này là bạn có thể nhìn được mắt. Nhưng đây là pha băng trụ và Lâm Sư đang bị đối phương dồn vào thế chân tường và anh ta phải bốc hơi ở trong tình huống này. Một tình huống băng trụ rất quen thuộc
của ISG mà thôi. Và nó được làm vô cùng hoàn hảo. Còn đây là những pha trả đũa đến từ Goni. Anh ta đang bị đối phương dụ hay chăng? Đúng vậy, người bị dụ là Dark. Dark cũng bị đối phương bao trụ nhưng lính chưa vào. Lính chưa vào trụ. Đối phương tốc biến ra khỏi tầm trụ nhưng đó vẫn là điểm hai gục dành cho Goni. Trước khi Nami của AOHK bị trụ bắn, bị hai gục. Đáp trả trốt đến từ Saigon Phantom. Rõ ràng là họ đã quá quen thuộc với cái lối chơi ép sớm ở khu vực đường rồng này của ASG rồi. Và vừa rồi là một pha di chuyển tốt cũng như là một pha kêu gọi tốt đến từ Saigon Phantom. Họ tập trung 3 người ở lên khu vực đường Baron và thành công có lại một điểm hạ gục đối với bên phía của ASG. Tuy nhiên thì cái chiến công đầu nó vẫn thuộc về cho ASG. Nó vẫn là một cái timing tốt hơn đúng không? Kín đúng kẽ hơn. Tức là như các bạn nhìn vào được lính á, sẽ thấy là bên phía Saigon Phantom họ setup được lính đó nó chưa được gọi là hoàn hảo lắm. Lính chưa đẩy sát vào trụ đối phương được. Và những thành viên của Saigon Phantom phải là người chịu sát thương từ trụ. Nó khiến cho pha đó AOHK ta phải nằm xuống. Chứ nếu không thì mình nghĩ đó đã là một pha băng trụ khá là hoàn hảo để Saigon Phantom đáp trả với cách mà ICF áp lực vào khu vực nửa dưới bản đồ của họ. Còn bây giờ quay trở lại khu vực đường trên, đường đơn Baron. Dark vẫn khá khỏe, dù là nằm xuống nhưng đối phương sẽ phải đổi rất nhiều tốc biến của anh ta ở trong tình huống vừa rồi thì mới hạ gục được. Và tôi nghĩ rằng với sát thương của Diana vào lúc này, anh ta vẫn có thể đánh ngang kèo so với Goni bên phía bên kia. Còn ở đường giữa thì chắc chắn rồi, Gunner với một con Orianna. Khoan đã, đây là một pha găng khá hay nha. Khi mà Lake One từ phía sau đang muốn xuất hiện, combo lên và Dark đã bị dụ ở trong pha đấu này. Anh ta, đối phương biết rằng là Diana sẽ cực kỳ tự tin bởi vì anh ta vẫn còn giữ được lớp lá chắn của mình. Và anh ta sẽ muốn lao vào trao đổi với lại Goni tiếp bởi vì anh ta biết kèo đó là kèo mình đang thắng, đang trade thắng. Và Saigon Phantom lợi dụng cái suy nghĩ đó đến từ người chơi đường đơn bên phía AC và họ ngay lập tức cử Zavan lên phía sau lưng để dụ, để có một pha găng rất thông minh. Và với cái mạng thứ hai nằm xuống này của Diana thì tôi nhìn thấy rất rõ cái chiến thuật của Saigon Phantom ở trong trận đấu này, đó là họ sẽ đánh rất mạnh vào khu vực đường trên của bên phía AC. Họ muốn nhường đường dưới cho AC có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, nhưng đường trên thì họ sẽ chiếm lợi thế dành cho người đi đường Baron của mình, đó là Goni. Bây giờ là con rồng thứ nhất nó đã ra rồi. Đây sẽ là một con rồng nước. Con rồng này đang được kiểm soát bởi đó là Saigon Phantom. Koji ta đã có một tình huống rình rập. Saigon Phantom họ có 5 người ở đây. Dark đang phải di chuyển xuống nhưng tốc độ di chuyển của ta khá là chậm. Đại đi chấn được tung đạp, đất quanh giữ chân một người. Nhưng đó chỉ là người chơi rừng bên phía bên kia thôi. Trong được bên phía của AC dược cướp thành công một pha trừng phạt rất hay đến từ Koji và một cú xoáy cầu nữa. Bên phía Saigon Phantom gỡ lên một điểm hạ gục. 4 người của họ đang phải rút lui. 3 người đang khá là thấp máu đuổi theo đối phương là Dark. Dark dồn sát thương dứt điểm được Nami. Anh ta có lớp lá chắn của mình nhưng không thể nào chịu nổi cả. Anh ta đã phải nằm xuống. Thêm một điểm hạ gục nổi dành cho RSC với những phát bắn thần bí rất chính xác của Lâm Sư. Một pha thi đấu có thể nói là có lãi dành cho RSC. Tuy là cái tỷ lệ về mạng hạ gục thì bên phía của IG họ cũng 1-9-1-10 so với Saigon Phantom thôi. Họ có 3 mạng hạ gục, còn Saigon Phantom có 3 mạng hạ gục. Tuy nhiên thì họ có được một mục tiêu rất quan trọng ở đầu trận đấu, đó là con rồng nước. Tiếp theo là một thế đánh thuận lợi hơn cho Lâm Su. Vậy Lâm Su ở trong tình huống đó thì anh ta cũng đã có một điểm hạ gục rồi. Đúng vậy, Lâm Su đã có một điểm hạ gục. Nó sẽ à, 2 điểm hạ gục, thậm chí là 2 điểm hạ gục cơ. 2 điểm hạ gục luôn, với những phát bắn từ xa của mình, 2 điểm hạ gục là đủ để cho Mana Moon đã có dành cho Lâm Su rồi. Tới khá là sớm, 5 phút. Đến phút thứ 8 thì chắc là anh ta sẽ hoàn thành xong cái chuyện tích điểm dành cho cái thần kiếm này của mình. Và anh ta cũng đã có luôn cái thị kiếm. Tức là ở thời điểm này, lượng sức mạnh của anh ta là rất đáng gờm. Trong khi đó bên phía bên kia, Corki của T-Shirt cũng đã có cho mình được tam hợp kiếm. Còn bên phía của Saigon Phantom, Saigon Phantom thì với sự có mặt của Orianna cũng như là Corki ở trong đội hình thì tôi nghĩ rằng họ sẽ vẫn chưa phải quá lo về trận đấu này đâu. Bởi lẽ đội hình của họ với hai sát thương chủ lực như thế này thì là một đội hình có thể đánh về late game được. Đây là pha ăn mục tiêu tiếp theo. Lần này là các thành viên của AC là người chủ động trước. Những phát bắn qua đầu của Lâm Su. Một cái đại hồng thủy được tung ra đến từ bên phía AOHK để giải vây cho đồng đội của mình. Nhưng AC quay ngược trở về mục tiêu ban đầu của họ, lao lên đến từ phía của Dark. Anh ta nhắm thẳng một người chơi rừng bên phía bên kia. Lake One vừa mới sử dụng trừng phạt của mình vào người của Dark bên phía bên kia. Trừng phạt của anh ta đang hồi. Bên phía AC biết điều này, họ ăn nhanh chóng con sư giả và quay ngược trở ra, dùng tất cả mọi thứ họ có vào người của Zavan trong tay Lake One và anh ta biến mất. Lake One phải nằm lại ở trong pha thi đấu này. Tuy nhiên, đó là một pha thi đấu mà IG đã mất tương đối nhiều thời gian dành cho con sứ giả khe nước này. Còn ở bánh cánh bên phía đường rồng
thì người chơi được Baron của họ, đó là Goni, đã thành công lấy về một trụ cho họ. Và những người chơi khác của Saigon Phantom cũng đã câu kéo đủ thời gian để cho ISG mất đi tương đối nhiều tài nguyên ở trong pha câu kéo của sứ giả khe nước đó. Đây là một cái thế trận khá hay khi các bạn nhìn thấy là ISG luôn luôn có những pha giao tranh thắng. Chất tướng của họ ở thời gian ban đầu là khỏe hơn rất nhiều. Họ có Diana, họ có S-Shield, có những món trang bị từ rất sớm, thêm cả Vi nữa. Một vị tướng ép giao tranh cũng cực kỳ tuyệt vời. Nhưng hãy nhìn Saigon Phantom đi. Ở tất cả mọi nơi trên bản đồ, những đợt lính của họ luôn luôn được điều phối cực kỳ tốt. Nó khiến cho những cái dàn trụ bên phía ngoài của họ không hề bị đối phương chạm vào. Không, nó vẫn chưa bị mất bao nhiêu máu cả. Thậm chí họ mới là những người lấy được trụ sớm hơn dành cho bên phía của mình và lấy lợi thế về tiền. Tiền hiện tại thì đang là một chút lợi thế hơn dành cho Saigon Phantom. Tuy rằng lượng mạng hạng mục của họ là thấp hơn. Lại chúng là ta xem pha thi đấu này. Trùng Hải Phòng anh ta bị bắt vào bởi hai người bên phía Saigon Phantom. Trùng Hải Phòng anh ta bị cấu máu rất đau, đó là Black One. Và một cái đai lưng Hexac nó quá vô duyên và Trùng Hải Phòng anh ta nằm xuống. Tôi không hiểu cái đai lưng Hexac ở trong tình huống đó, anh ta chắc là một pha vùng vẫy mà thôi. Còn ở khu vực đường giữa này thì sao? Đó là Lâm Su và đó là Nam. Nam mất đi cái chiêu cuối của mình để có thể giải vây cho Lâm Su. Đây là Black One đến. Black One biết rằng Nam anh ta mất đi chiêu cuối. Có Black One muốn bắt vào vị trí của Lâm Su. Đại đi chân dậm ra rất đẹp, nhưng Lâm Su tốc biến sang phía bên kia thoát được. Black One ta quyết định là lùi về. Ở khu vực đường trên, con sứ giả thay ngức này đó được thả và nó đem về một trụ cho IG, qua đó cân bằng về lượng trụ so với Saigon Phantom. Dark vẫn đang cực kỳ hậu báo với những pha lao lên của mình, nhưng vừa rồi anh ta chỉ muốn dọn được lính đó mà thôi. Còn con sứ giả nó sẽ hút được vào trụ 2 một phát, lấy được gần 1/3 máu đến từ trụ 2 từ bên phía của Saigon Phantom. Pha thi đấu vừa rồi là một pha mà Trùm Hải Phòng anh ta đã quá tham. Anh ta quá tham để lấy thêm những lớp giáp từ trụ đối phương, và sau đó anh ta bị đối phương vây bắt với hai người. Nhưng khoan đã, đây là một tình huống khác. Những nhịp độ rất nhanh trong một bán đấu mà tôi đã tưởng là nó sẽ chậm. Pha lao lên bên từ Dark, anh ta đang nhắm vào một người, đó là Gunner. Anh ta bị xoáy ngược trở lại, ứng cho mình lớp la chắn. Gunner có cực kỳ nhiều giáp và đồng đội của anh ta đã cướp được con rồng ở bên phía bên kia bờ tường, cực kỳ tuyệt vời. Giáp anh trong tay của Lê Quang cướp mục tiêu thành công, còn những người đồng đội của anh ta hạ gục Dark. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra hết sức gay cấn, liên tục là ăn miếng trả miếng đến từ cả hai đội tuyển chúng ta. Nếu trước đó là một pha thi đấu thắng lợi của IG ở khu vực con sứ giả khe nước, thì con rồng 2 này, Saigon Phantom họ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho IG. Họ cướp được con rồng thứ hai ở trận đấu này. Lượng rồng bây giờ là cân bằng, rồng đất dành cho Saigon Phantom và rồng nước dành cho IG. Lượng tiền hiện tại thì cũng không có quá nhiều chênh lệch, chỉ là 1.000 tiền dành cho Saigon Phantom mà thôi. Nếu như pha vừa rồi mà IG họ kiểm soát tốt hơn thì tôi nghĩ họ đã là đội mà có thể có được hai rồng. Bốn người của họ đang đứng ở trong rồng, trong hang rồng, và chỉ tập trung một chuyện nhất là ăn con rồng mà thôi. Nhưng họ lại bị một tình huống cướp rồng rất hay của Lê Quang combo xuống lạnh lùng, cướp đi con rồng đất của họ. Và Saigon Phantom ở nhánh, ở cánh bên phía kia họ còn bắt được thêm cả Dark nữa. Thật ra pha đó cũng không phải là họ bắt, mà Dark chủ động lao vào trước và họ quay ngược trở lại trả đũa, dứt điểm được Dark thành công. Nó cân bằng tỷ số về điểm hạ gục. Và nên nhớ là cái trụ đường giữa của bên phía ISG đã bị lấy đi bởi Saigon Phantom. Bây giờ Saigon Phantom họ chỉ còn lại một trụ ở khu vực đường ngoài thôi, đó là cái trụ ở khu vực đường Baron. Nếu cái trụ này nó mất đi luôn thì khu vực bờ sông đồng nghĩa sẽ thuộc quyền kiểm soát của Saigon Phantom rất nhiều. Và như chúng ta đã phân tích, đội hình của Saigon Phantom là một đội hình đánh về late game rất tốt với Orianna, cùng với đó là Corki nữa. Bởi lẽ tôi nghĩ bây giờ thì ISG họ nên đẩy nhanh tiến độ trận đấu một khoan chút. Đã, Goni lại một lần nữa muốn bắt được vào người chơi đường đơn của đối phương. Đó sẽ là đai đơn của Trùm Hải Phòng. Anh ta vẫn đang bị đối phương tấn công ở dưới trụ 2 của mình. Anh ta không thể nào cầu đủ thời gian để đợi đồng đội mình tới kịp. Goni cùng với Lê Quanh lại một lần nữa thành công với kế hoạch bắt lẻ. Tôi cứ ngỡ rằng IG họ mới là đội tuyển cần phải đẩy nhanh tiến độ trận đấu. Như chúng ta đã thấy thì Saigon Phantom mới là đội chủ động đẩy nhanh tiến độ trận đấu với rất nhiều những pha bắt bớ và các vị trí đi đường của bên phía RSG. Họ rất biết cách khai thác. Họ rất biết cách khai thác khi mà nhìn thấy những đợt lính đang rất cao. Trụ của họ chưa mất mà, tôi đã nói chuyện này rồi. Thì một người của đối phương sẽ phải đẩy rất cao những đợt lính đó mà không có quá nhiều tầm lính từ phía sau lưng. Và đó nó khiến cho một thời cơ cực kỳ tốt để Lake One cùng với Goni có thể vòng ở phía sau lưng và set up những tình huống nhỏ lẻ bắt một người như vừa rồi diễn ra nhanh chóng, đem lại lợi thế dành cho Saigon Phantom. Đây là một tình huống khác, Dark One bị bắn rất đau bởi T-shirt. T-shirt có một sát thương khổng lồ và combo để thoát đi đến từ Black One. Bây giờ là mất trụ, mất tất cả trụ ngoài đến từ ISG rồi. Tôi nghĩ rằng đang tương đối gây go dành cho ISG. Thế trận kéo, nó cứ như thế. Black One đang bị kéo, anh ta không còn giáp thiên thần nha. Anh ta quyết định combo ngược trở lại. Quá trâu rồi.
khá là trâu, thực sự là rất trâu. Cái khả năng hồi máu đến từ Nami kết hợp với lớp giáp cộng thêm của Ori trong tình huống vừa rồi, chúng ta thấy là khả năng chống chịu Lê Quang vô cùng tuyệt vời như thế nào. Trong những phút sắp tới nó sẽ còn được gia tăng thêm nữa, cộng thêm với việc mà họ đang có rùng đất. Thì với cái việc là Black One anh ta trâu như thế này thì những pha giao tranh ở trong góc hẹp của Sài Gòn Phantom nó sẽ trở nên vô cùng là dễ đánh. Bởi Black One đơn giản anh ta chỉ cần dậm đại đi chấn, sau đó anh ta đứng tăng dần người đồng đội của mình phía sau mà thôi. Đang có một tình huống như vậy, họ quyết định nhắm vào Black One. Hơi sai rồi, Black One rất trâu dòng đại đi chấn hai người. Đại Hồng Thủy được tung ra, nó trúng cả bốn người bên phía bên kia. Một người đã phải nằm xuống, đó là Black One, anh ta đã vào hơi sâu. Còn tình huống solo đường dưới thì sao? Goni cùng với Dark, Dark mất đi cái đồng hồ của mình để thoát khỏi pha đu dây móc của người chơi đường trên đối thủ. Hiện tại thì RG vẫn giữ lại được trận đấu này cho mình. Lượng tiền bây giờ thì nó đang giãn cách ra con số khoảng gần 4.000 tiền dành cho Sài Gòn Phantom rồi. Và nếu lượng tiền nó cứ giãn cách ra như thế này, hai sát thương chủ lực bên phía Sài Gòn Phantom đó là Gunner và T-Shirt cứ được chơi như thế này, thì tôi nghĩ rằng giai đoạn late game sẽ tương đối khó đánh dành cho RG, bởi lẽ họ chỉ có một mình Lâm Su để gánh về giai đoạn late game mà thôi. Và nó đã chuẩn bị tới rồi, con rồng lửa đã ra. Đây là giai đoạn late game, sau khi con rồng này được ăn, ai vươn lên dẫn trước ở thời điểm play game sẽ được định đoạt. Bên phía Sài Gòn Phantom đang bắt đầu phá đi tầm nhìn của đối phương xung quanh khu vực này. Bên phía bên kia thì sao? RG đang cố gắng cắm những cái tầm nhìn của họ ngược trở lại hang rồng để ít ra rằng biết rồng sẽ được ăn hay là chưa. Bên phía Sài Gòn Phantom vẫn đang có một nước đi hay, họ đang đẩy được lính ở khu vực đường giữa trước khi bước vào hang rồng này. Sài Gòn Phantom luôn luôn là như vậy, họ set up đợt lính rất cao trước nhưng họ có bị chặn đầu hay không? Goni vẫn thoát được pha xoáy, chỉ trúng một người nhất, đó là Kuzi mà thôi. Ngay lập tức là chiêu cuối Nami tung ra để khiến cho bốn người bên phía bên kia bị chậm nhịp lại, nhưng đó pha combo vừa từ phía sau rất đẹp, cực kỳ đẹp của Lạc Quanh và lao lên của Đạt. Đạt đang rất tấp máu, anh ta cố gắng bỏ chạy, anh ta bỏ chạy không được bởi vì tối hậu thư được click thẳng vào đầu của anh ta, tiếp tục combo lên đó Lạc Quanh. Pha đu gì mắc không được chính xác lắm của Goni, toàn bộ đội hình của Aziz đang phải lui về phía trụ ba của mình ở khu vực giữa để phòng ngự. Trong khi đó Sài Gòn Phan Tâm đây là thời cơ không thể tốt hơn để họ đi ăn rồng. Chắc chắn là sẽ hướng đến con rồng rồi. Trước đó thì mặc dù là Sài Gòn Phantom họ đã mất đi hai chiêu cuối, đó là cái xoáy của Orianna và cái đài hồng thủy của Nami. Tuy nhiên một pha lao vào quá đẹp của Black One, họ ép chưa ăn toàn luôn bộ đội hình họ của RG chưa đã giải quyết ăn tất cả. Chưa ơi, ăn, con mắt, bắt người. Con mắt đứng đợi trong một cái bụi cỏ, có mắt và Gunner bị kéo ngược phim cái tôi bơ tường. Đây có thể là tình huống lật kèo của RG hay chăng? Họ dứt điểm được, đây sẽ là hai, chắc chắn là hai người unstoppable dành cho Lâm Su. Anh ta vẫn đang bắn vô cùng dũng mãnh. Hãy nhớ rằng tất cả những thành viên bị nằm xuống từ nãy tới giờ qua RG chỉ là Dark cùng với Lịch Trình Hải Phòng mà thôi. Đó không phải là Lâm Su, anh ta vẫn đang cực kỳ xanh. Bỗng nhiên Sài Gòn Phantom họ sai ở trong pha thi đấu đó. Họ không biết rằng RG họ có tầm nhìn ở trong cái bụi này. Baron, kéo. Hai mảnh ghép quan trọng nhất của Sài Gòn Phantom đã biến mất rồi. Ori cùng với Zavan lúc này 15 giây nữa. Zavan mới ra, làm sao họ có thể bỏ lỡ con Baron này? Đó là tôi nói như vậy, tôi cũng chưa biết chắc lắm. Đây là pha lao lên đến từ người chơi đường đơn bên phía của Sài Gòn Phantom, có cướp mà không cướp được Baron. Trừng phạt tuyệt vời của Koji giữ lại mục tiêu dành cho RG và họ hạ gục được thêm Nami của AOK. T-shirt anh ta có làm được điều gì không? Tôi nghĩ là không làm được gì, thậm chí là anh ta sẽ phải kẹt lại ở đây khi mà đây là bốn người của bên phía RG. Một pha thi đấu lỗi nó quá tai hại đến từ Sài Gòn Phantom, nó khiến cho họ mất quá nhiều lợi thế. Chỉ một tình huống biến về thôi, chỉ một tình huống thôi của một con mắt mà thời gian tồn tại của nó chắc chưa đến 20 giây. Và trận đấu đang có vẻ rất có khả năng lật kèo khi mà ASC cầm quá nhiều thứ. Họ cầm bùa lợi Baron, họ cầm hai bùa rồng rất mạnh. Và bây giờ thì Lâm Su anh ta cũng đã lớn rồi. KDA của anh ta 604, anh ta có 4 món rồi. Chưa hề nằm xuống. Anh ta có 4 đồ rồi. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Anh ta thiếu vội cái đồng hồ cát nữa mà thôi là tuyệt vời. Nhưng lúc này có vẻ như không ai được chạm vào người anh ta, chứ đừng nói là cần đến gây sát thương. Anh ta vẫn sẽ bắn được tiếp trong những pha như thế này. Goni câu kéo được một chút với chiêu cuối của mình và rút ngược trở lại. Trụ 2 đã biến mất ở khu vực đường giữa. Còn đường dưới thì sao? Dark vẫn đang combo lên để dọn được lính. Anh ta lao vào hơi sâu. Anh ta đang cố gắng bỏ chạy, đang cố gắng đợi thì đồng đội mình tới. Anh ta khá trâu, anh ta có một lượng giáp tạo ra cũng rất ấn tượng. Cái chiêu 2 của ta nó giúp cho anh ta quá trâu ở trong pha thi đấu đó. Còn ở đường giữa đó là bốn người của AEG nhưng chưa vội đẩy vào cái trụ này bởi năm người của Sài Gòn Phantom họ đang phòng thủ. Nhưng cái trụ ở đường dưới thì sao? Đắc vẫn tiếp tục đẩy một đợt lớn rất lớn vào đây. Đắc vẫn rất muốn có cái trụ này, anh ta vẫn rất trâu. Đây là ba người của AEG của Sài Gòn Phantom bắt vào vị trí của anh ta, bật khiên lên, vẫn rất trâu. Đó là Đắc vẫn tiếp tục là giành giữ hai đường, đường dưới và đường giữa đó là AEG. Đường giữa bốn người của AEG tiếp tục đẩy vào một đợt lính khác. 7.
xoáy được một người, đó chỉ là xoáy một người thôi. Koji bị xoáy nhưng anh ta ngay lập tức thoát ra. Chiêu cuối được sử dụng vào người của anh ta, sử dụng vào người của đúng một người, đó là Nam hỗ trợ. Hỗ trợ đối phương chỉ đơn giản bật gió mùa của mình lên và Goni bốc hơi trước khi làm gì được anh ta. Goni bốc hơi. May mắn cho Saigon Phantom là hiện tại đang chưa có bất kỳ mục tiêu lớn nào ở trên bản đồ. Nếu không thì RG đã có được mục tiêu đó rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì RG họ hài lòng lui về sau khi họ lấy được rất nhiều tài nguyên cũng như là rất nhiều công trình ở bên phía Saigon Phantom với con Baron này. Nhưng Saigon Phantom cũng lấy được một công trình không phải nhờ sức của họ mà là nhờ sức những đợt lính của họ ở khu vực đường Baron. Một đợt lính rất to được đẩy liên tục ở khu vực trụ 2 đã lấy cho họ cái trụ 2 đó mà không cần phải có mặt ở nơi đó. Đó là một tình huống mà bên phía của RG họ nghĩ rằng là họ sẽ sẵn sàng trao đổi. Họ bây giờ đổi trụ 2 của mình để lấy trụ 2 từ dưới sao? Bây giờ là thời điểm nó sẽ tương đối nhạy cảm nha. Saigon Phantom, RG vẫn đang rất cân bằng. Saigon Phantom hoàn toàn là đánh được. Và sau khi con Baron này nó hết thì cái thời điểm này nó trở thành vô cùng nhạy cảm bởi lẽ con rồng ngàn tuổi nó sắp sửa ra. Bây giờ đội tuyển nào phạm sai lầm, đội tuyển đó sẽ phải trả giá có thể là cả bằng trận đấu này của mình luôn. Nếu như mà thăm minh đúng, tức là tính toán về mặt thời gian chính xác và nhìn vào thế lính những gì mà cả hai đội đang có, RG không cần đánh pha này. RG hãy đợi đợt lính ở khu vực nướng dưới bản đồ đẩy thật là chậm, vậy thật là chắc và nó sẽ tích tụ một lượng quay rất lớn để đẩy vào trụ ba của đối phương. Đó là lúc mà tôi nghĩ rằng con Baron nó cũng đã có rồi. Thì họ chỉ dên giữ đối phương xung quanh khu Baron hoặc xung quanh khu vực rồng mà thôi, để cho lực lính đó làm nốt cái nhiệm vụ đẩy trụ giùm cho họ. Thì tôi nghĩ đó là một cách đánh chính xác dành cho RG nếu như họ thực sự muốn kéo dài thời gian của đối phương. Nhưng bên phía Saigon Phantom cũng rất biết cách chơi nha. Họ ngay lập tức cử Camille để gây áp lực ngược trở lại. Goni đang đẩy rất trên, cao. Đang đẩy rất cao. Và ở đường giữa thì RG vẫn chỉ giữ được cái đợt lính này của mình nó ngang với bên phía Saigon Phantom mà thôi. Nhưng họ phải về, bên phía Saigon Phantom phải nhìn vào đợt lính đằng dưới là họ phải về. Họ phải ít nhất một người về để chặn cái đợt lính này lại, nếu không nó sẽ đẩy vào trụ ba của họ. Và RG đang chọn một cái lối chơi mà nó khá là đúng với ý tôi, tức là họ không ăn bất kỳ mục tiêu nào cả. Họ đẩy đường giữa, đợi lính đằng dưới và đẩy tiếp mà thôi. Đây là thời điểm mà con Baron và con rồng ngàn tuổi của chúng ta nó đã ra rồi. Bây giờ như chúng ta đã nói thì cả hai đội đều có khả năng giao tranh tốt. Cả hai đội đều có khả năng là đánh được sòng phẳng với nhau. Chúng ta sẽ xem là ai sẽ phạm sai lầm trong pha thi đấu sắp tới. Koji muốn chọn ai? Anh ta đấm lên, anh ta không tìm ra cả. Bây giờ anh ta chiêu cúi thẳng vào người Teaser. Teaser đang được đồng đội bảo vệ khá là chặt chẽ. Anh ta có đồng hồ, anh ta ứng đồng hồ. Anh ta bị lao lên đến từ đáp bên phía kia, không bị giữ chân lại, túc biến thoát đi kịp. Trong khi đó trùm hải phòng anh ta đang cố gắng bửa vào người của Black One. Black One mất máu khá là nhiều. Người mất máu nhiều hơn sẽ là ai? Goni đang cố gắng bỏ chạy. Anh ta đã bị đối phương hạ gục hay chưa? Chưa bị hạ gục, vẫn lùi về phía trụ của mình được. Một pha đánh lùi hoàn hảo của Saigon Phantom. Và đổi lại thì Koji mới là người phải nằm xuống ở trong pha thi đấu đó. Rừng của bên phía RG đã lên bảng điểm số. Và đây là thời cơ rất tốt để Saigon Phantom có thể lấy đi rất nhiều tài nguyên ở trên bản đồ. Quá kể cả hai mục tiêu lớn đang xuất hiện, đó là con Baron và con rồng ngàn tuổi. Nó đã có ping vào rồng ngàn tuổi đến từ Saigon Phantom rồi. RG quá thiếu kiên nhẫn. Tôi đã nghĩ rằng họ thừa kinh nghiệm để đánh cái pha vừa rồi theo cái việc mà đẩy lính đường giữa và đợi lính đường dưới đẩy tiếp. Sau đó chia người đối phương thì họ... Bởi vì khi mà Saigon Phantom phải chia người xuống để đép cái lực lính đường dưới đó. Khoan đã, đây là pha lao lên, không cướp được rồng. Rồng đang bị giữ lại, chiêu cuối đây để chấn hai người. Đạt dứt điểm được hai người phía kia rất nhanh với lực sát thương khổng lồ của anh ta. Đây sang người thứ ba hay chăng? Liệu anh ta có dám lao vào nữa hay không? Không dám lao vào nữa. Trùm hải phòng đang thăm mình, xem là giáp hồi sinh của đối phương. À không, giáp hồi sinh của đồng đội anh ta. Hồi ngược trở lại. Họ tạm thời rút lui trong pha này, nhưng rồng ngàn tuổi thuộc bên phía Saigon Phantom. Rồng ngàn tuổi thuộc về bên phía Saigon Phantom và lâm xu quan trọng hơn là lại ngàn đối phương biến về. Đúng mà, đã là cái lại ngàn đối phương biến về được, nhưng mà Black One không còn bao nhiêu mana cả, anh ta không đủ để tung ra combo và anh ta đang là một tấm bia di động để cho lâm xu bắn vào bực giáp thiên thần. Đồng đội tới kịp hay không? Đồng đội may mắn tới kịp nha, may mắn tới kịp, lưỡng giáp tạo ra, may quá, Black One chạy được. Và bây giờ chỉ còn lại một mục tiêu lớn ở trên bản đồ mà thôi. Đó là con Baron. Koji, ta đã có mặt ở đây. Hai đội tuyển chúng ta sẽ chuyển chiến trường của mình lên gần hang con Baron này. Đã khởi động Baron, đó là IG. Black One chắc chắn rằng biết điều đó. Rất anh ta thậm vậy. Chí bật máy quét lên để có thể quét mắt. Anh ta đây bị nhắm vào. Vị trí của một vòng quay. Quá đẹp của Rihanna. Quá đẹp. Và đây là pha lao lên bảng của tất cả vì Saigon Phantom. Họ không còn vì phải ngừng lại nữa cả. Không có ai ngăn cản hạ gian trước của IG. Biến mất hoàn toàn double kill dành cho Camille, và đây sẽ là triple kill dành cho ta chưa quát ra kill dành cho Camille của Goni. Kể từ khi tôi thấy cái pha xoáy cầu trúng 4 người đó của Gunner thì tôi biết đây sẽ là chiến thắng ván 1 dành cho Saigon Phantom rồi. Xoáy cầu quá đẹp đó là Gunner. Tuy rằng đó là một pha mà AEG họ chủ động hơn,
Họ khởi động trước của Baron để dụ Black One ra hàng Baron để có thể có một tình huống bắt vào Black One. Tuy nhiên chỉ một tình huống đến và xoáy cầu cực đẹp của GN nó đã giải quyết đi cho Sài Gòn Batom ván đấu này 1-0 cho Sài Gòn Batom ở trong kèo đấu tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay. Wow, thật sự là một trận đấu có quá nhiều sự lật kèo ở trong chính một ván như vậy. Rất hay. Đã có những thời điểm mà bên phía của ARC gần như là họ nắm thế trận toàn bộ trong tay của mình. Và họ, tôi nghĩ rằng là có những lúc mà họ có thể sử dụng macro tốt hơn để kết thúc trận đấu mà không cần phải trải qua những cái bước giao tranh tổng quá mãnh liệt. Nhưng họ lại đặt cược vào một cái việc là Koji sẽ mở giao tranh và lao vào pha giao tranh. Hai lần liên tục họ cố gắng bắt Black One, cả hai lần đều đem đến thất bại. Một lần thì Koji nằm xuống, lần vừa rồi là cả một ván đấu mất đi. Khi mà cái lúc mà Koji lao vào tấn công một người Black One thì trái cầu đang được đặt trên người anh ta. Bỗng nhiên toàn bộ đội hình của RC đứng tập trung xung quanh trái cầu của Ori và một phát chiêu cuối rất đơn giản của Gunner để hủy diệt toàn bộ đội hình của RC. Và thậm chí rằng cái pha setup trước con rồng ngàn tuổi thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Tân. Lúc đó một pha thi đấu tương đối thiếu kiên nhẫn đến từ RG. Koji anh ta lao vào mở giao tranh. Tuy nhiên thì Black One anh ta rất tinh tế ở trong pha thi đấu đó. Anh ta núp ở trong cái bụi đó rất lâu. Và khi anh ta thấy các sát thương chủ lực của bên phía RG lộ diện, ba người ở hàng sau của RG lộ diện, thì anh ta mới lao vào dầm đại địa chấn nhốt được ba người. Và anh ta câu kéo được rất lâu cho những người đồng đội của mình ở hàng sau có thể chấm dứt đi những người chơi của bên phía RG. Rất tinh tế đến từ Black One. Còn đây, chúng ta hãy nhìn về KDA của cả hai đội. Bên phía Black One là người MVP dành cho Sài Gòn Tâm. Trong khi đó thì RG, người chơi xuất sắc nhất của họ rõ ràng ở Lâm Xu rồi. Anh ta vẫn là những tình huống giữ vị trí rất tốt, gây là một lượng sát thương đáng kể. Nhưng hàng trước của RG đã đánh hơi vội vã ở trong cái trận đấu này. Họ đã có một nửa đầu cực kỳ tuyệt vời, những pha ăn miếng trả miếng liên tục ở những đường đơn, những pha bắt lẻ của Dark cùng với Koji là vô cùng ổn. Nhưng cái vấn đề ở đây là ở những thời điểm mà cần cái độ bền về mặt tâm lý thì thật sự là Sài Gòn Phantom đánh rất chì luôn. Những tình huống mà đối phương ép họ cực kỳ ghê. Wow. Nhưng họ vẫn tìm cách để gỡ lại mục tiêu, gỡ lại tiền mà mình bị chênh lệch so với bên phía bên kia. Còn hãy nhìn về lượng sát thương của Lâm Xu. Wow. 50 lần đầu tiên. Đây là con số cao nhất từ giai đoạn tiền mùa giải đến thời điểm này luôn. Cực cao. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy con số 5 trước con số hàng chục ngàn đó. Một lượng sát thương kinh dị của Lâm Xu nhưng vẫn không thể nào gánh được các thành viên của AG. Và Đắc thậm chí trong trận đấu này thì lượng sát thương của anh ta cũng rất cao nha. 38.000 sát thương đến từ con Diana này. Rõ ràng là AG họ pick con Diana này cho Đắc hoàn toàn là có lý do. Có lý do. Anh ta gây ra được một lượng sát thương cực cao. Bên phía Sài Gòn Phantom thì lượng sát thương của họ cũng tương đối ngang bằng với bên phía của AG. Gunner có 41.000 sát thương. T-Sus cũng 38.000 sát thương. Đúng vậy. Dù là thấp hơn Lâm Xu, tuy nhiên là trong những thời điểm quan trọng, trong những pha giao tranh quan trọng thì Sài Gòn Phantom họ làm tốt hơn. Có thể nói là bên phía AG thật ra họ đánh không sai. Chiến thuật của họ vẫn là đúng, vẫn có khả năng áp đảo đường ở một hướng khi mà Dark anh ta bị găng rất là nhiều. Nhưng anh ta vẫn có khả năng solo 1-1 lại thắng cái con Camille bên phía bên kia nhờ Diana lượng sát thương cực kỳ to của anh ta. Một biểu đồ hình xin, thật sự nó là một biểu đồ hình xin chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Đã có những lúc màu xanh làm chủ thế trận với lượng tiền là 45.000, cho đến khi đội đỏ làm chủ ngược trở lại lượng tiền là gần 4.500.000. Và đến khi mà đội đỏ đang làm chủ thì Sài Gòn Phantom là đội chiến thắng. Tuy nhiên là mỗi lần chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ vàng mà nó mấp mô như thế này á, chứng tỏ là chúng ta đã có một ván đấu hay. Rồi, nếu cực hay, tức là đã có liên tục những pha ăn miếng trả miếng đến từ cả hai đội tuyển chúng ta.